Nay tôi mua một cái gói hàng ở trên Shopee. Đây là một chiếc camera an ninh. Nói chung gói hàng tương đối cẩn thận đây. Phía giao hàng. Cái này được gửi từ Trung Quốc về. Cắt ra xem nhé. Đóng gói tương đối cẩn thận. Nói chung là mặt hàng này đã gửi từ Trung Quốc về tương đối xa, thì ghi hình để test thôi, xem thôi. Chứ còn nếu giả sử như nó chất lượng hình ảnh nó không ra gì hoặc là như thế nào đó thì cũng thôi, không có trả lại nữa. Một chiếc cam to đấy, cả tiền ship là 280.000, đóng gói rất to, không biết cam này có to không, có đúng mô tả. Chiếc cam đóng gói to. Đây, trong này thì gồm có một chiếc cam và hai đầu jack, nên một jack hình, jack cắm vào đầu kết nối. Đây là một chiếc quyển sách hướng dẫn sử dụng, chữ của Trung Quốc, HD camera made in China. CMOS bằng của hãng Sony. Ghi hình hai hệ PAN và NTSC. Chạy điện DC 12V 2W. Thôi, cơ bản là thông số là như thế. Cơ bản là kiểm tra cái này. Mắt cam này cảm biến này. Hai đèn hồng ngoại này. Đó, đây mắt cam này cảm biến này. Hai đèn. Người ta bảo hai đèn hồng ngoại nhưng không biết có phải không. Đây là một đường AV theo như hướng dẫn là một đường AV. Vào đường cắm vào đầu ghi. Đây cắm đầu ghi ở đường AV. Mục đích của tôi là tôi sẽ kết nối vào cái này. Mục đích của tôi mua là để tôi kết nối vào cái màn hình này. Và jack cắm AV đây. Đây bên này là jack cái, bên này jack đực. Nhưng nó lại lõm thế này. Thì biết thế nào được. Để kết nối kiểu gì. Có khả năng jack điện này. Tôi xem đường nào là đường điện. Đường này là đường điện. Đây là đường điện. Đây là đường điện, không phải đường AV nhé. Đây là đường tín hiệu này. Để kết nối thì phải chế tạo. Tháo nó ra. Kết nối bây giờ phải tháo nó ra cơ. Tháo cái này ra. Mình kết nối vào đây được. Lắp cái đường AV vào. Mình phải tự chế thì phải lấy cái jack AV, phải lấy cái jack này, jack đực. Đấy, bây giờ phải chế cơ. Thì mình cắm được.